là nơi quảng bá. Theo số liệu đưa ra tại hội thảo, năm 2014, số người sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu đạt 1,79 tỷ người. Tại Việt Nam, tính đến hết tháng 1 năm 2015 là 30 triệu người, tương đương 1/3 dân số. Chính sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam thời gian qua đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của báo chí truyền thống. Tôi thấy báo chí đã và đang làm một cái việc là tích hợp các cái công cụ mạng xã hội vào trong các bài viết của mình. Đấy cũng là một cái cách để tận dụng các cái lợi thế của mạng xã hội. Và cái cách thứ hai là họ lập ra những cái trang fanpage, tức là những trang hâm mộ. Và trên đây thì người ta có thể là trao đổi với chính người đọc của người ta để có thể tiếp tục khai thác những cái đề tài theo một cái chuỗi. Hiện nay, mạng xã hội đang góp phần làm phong phú nguồn tin báo chí, góp phần quảng bá thông tin, là kênh tương tác giữa báo chí và độc giả, cũng như diễn đàn giữa những người làm báo với nhau. Tuy nhiên, làm thế nào để khai thác hiệu quả mạng xã hội trong tác nghiệp báo chí để tránh tình trạng biến mạng xã hội thành con dao hai lưỡi lại là bài toán khó mà những người làm báo hiện đại đang đi tìm lời giải. Đối với tất cả các cái đối tượng mà sử dụng cái mạng xã hội thì có thể nói là phải vượt qua những thách thức đó. Tức là mình phải biết hoài nghi, phải biết xử lý những thông tin cái độ tin cậy chưa cao thì anh phải biết tiếp nhận nó, nhận diện nó, đánh giá nó, phân tích nó cho đúng và phải biết kiểm chứng xử lý cái thông tin. Sau khi cái thông tin nó chưa chuẩn như thế, nó qua cái bộ lọc của các nhà báo, nó phải trở thành những thông tin rất là minh bạch, rất rõ ràng. Cũng tại hội thảo, đại diện một số cơ quan báo chí cũng đã chia sẻ kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội trong hoạt động của tòa soạn mình, cũng như tương tác giữa mạng xã hội với báo chí, nhìn từ báo chí kinh tế.